Người xưa quan niệm mai nở vào ngày Tết sẽ đem lại sự may mắn cho gia đình vào năm mới. Làng mai Bình Lợi từ lâu đã có tiếng và trở thành địa điểm quen thuộc mua mai, thuê mai của nhiều người dân cũng như nhiều thương lái mỗi dịp Tết đến xuân về. Với những trải nghiệm vô cùng thú vị, ca sĩ Bảo Quân và MC Phương Hiếu cùng sự hướng dẫn của anh Lê Hữu Thiện đã giúp quý vị khán giả hiểu thêm về kỹ thuật trồng, chăm sóc và lựa chọn cho mình cây mai phù hợp. Tập phát sóng hôm nay, chúng ta sẽ ghé thăm làng nghề nào đây? Hãy cùng gặp gỡ MC Hồng Phúc ngay bây giờ. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú. Quý vị có nghe tiếng gì không ạ? Tiếng ghe và chúng ta đã có mặt ở miền Tây Nam Bộ. Chính xác là ở Bến Tre. Và chương trình được phát sóng vào khung giờ quen thuộc là 19:30 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Sacos, ba lô, vali, túi sách cao cấp. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem là tại Bến Tre này thì chúng ta sẽ có cái nghề gì và đặc biệt khách mời ngày hôm nay sẽ là ai. Hãy cùng Hồng Phúc đi tìm và xem là hôm nay khách mời là ai đây. Rồi bữa nào ta. Ôi đẹp quá mọi người. Anh đang tìm người để mà tham gia Bách Nghệ Kỳ Thú kỳ này, em tham gia được không? Dạ được. Nghề kỳ này khó lắm á, rất là khó luôn. Cỡ nào anh? Em đoán thử coi. Đoán coi, nghề gì? Dạ là nghề trồng hoa kiểng đúng không anh? Nói chung vậy em đi theo anh đi, em sẽ coi coi là nghề gì và em sẽ gặp người quen qua lại. Đi theo anh, đi qua đây. Lại lên, vô đây, vô đây. Thì hả? Lên. Bến Tre, vùng đất của cây trái ngọt lành, xen lẫn sự độc đáo của vị biển vùng đồng bằng, vùng đất của những rừng dừa mênh mông bạt ngàn. Được mệnh danh là vương quốc hoa kiểng và cây giống của khu vực, hàng năm, Bến Tre cung ứng cho thị trường hoa kiểng, cây giống với số lượng lớn nhất nhì cả nước, nhất là những dịp cận Tết. Làng hoa kiểng Cái Mơn như một bức tranh mang màu sắc của hàng trăm loại hoa, hương thơm ngát cả vùng trời. Nằm giữa dòng sông Tiền thơ mộng, có diện tích khoảng 40 hectare, làng có đến hàng ngàn hộ tham gia trồng các loại hoa truyền thống như vạn thọ, hoa giấy, cúc đại đoá, thược dược, cẩm chướng và đặc biệt là cúc mâm xôi. Đối với người Việt, hoa cúc mâm xôi có ý nghĩa gắn liền với phong tục tập quán và được ưa chuộng trong các dịp lễ lớn. Không chỉ vậy, loài hoa này còn ẩn chứa ý nghĩa vô cùng đặc biệt khác mà ít người biết đến. Cái tên mâm xôi thể hiện ước mong về sự no đủ, sum vầy và hạnh phúc. Nên hoa cúc mâm xôi là loài hoa chưng Tết không thể thiếu trong gia đình Việt. Sắc vàng tượng trưng cho tài lộc, may mắn, sum vầy, trọn vẹn và đầm ấm. Cúc mâm xôi có tuổi thọ lâu hơn và sức sống mãnh liệt hơn rất nhiều loài hoa khác trên thị trường. Do đặc điểm sinh trưởng nên loài hoa này có thể nở rất nhiều và rất lâu. Với khí hậu nước ta, cúc mâm xôi phát triển thuận lợi và được đánh giá là dễ trồng. Chỉ cần đảm bảo đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho cây trong quá trình phát triển, đất tơi xốp và thoát nước tốt, nên sử dụng các loại phân bón hữu cơ để cây có thể dễ hấp thụ dinh dưỡng. Về Bến Tre thấy trời về thấy nó quá may mắn ha. Dạ. Em cũng ít được dịp về miền Tây trong cái thời tiết đẹp vậy đó anh Phúc. Quê em chính xác là ở đâu? Dạ, em quê Quảng Nam. À, cho nên là thành ra là em cũng có kiểu như là rất thích thú khi mà về miền Tây trong cái tiết trời vậy đúng không? Dạ, đặc biệt là về mình thấy hoa kiển nè, quá là đẹp luôn. Lon, cái nghề trồng hoa kiển lon. Có chứ, nhưng mà em đặc biệt em muốn tìm hiểu về cái nghề này. Dạ, chào chú bé. Chào con. Đây con giới thiệu chú ca sĩ Trung Hiếu. À, dạ, phải chào chú Hiếu. Chú con bé nó rất là mê cái nghề trồng hoa kiển của chú. À. Chú kể cho nghe đi cái xuất xứ, cái câu chuyện hồi xưa với chú làm nghề từ khi nào? Chú làm nghề thì nay cũng gần 20 năm rồi. Wow. À, uống nước con. Dạ. 20 năm hả chú ha? Dạ, con cảm ơn chú. À. Xuống đây là em choáng ngợp với cái vườn của chú. Dạ. Đặc biệt là chậu hoa cúc này nè. Ừ. Nó có một cái không khí rất là xuân, cái tiết trời này nữa chú. Nên là con thấy rất là thích. Mình bán nhiều chậu chú? Ở đây mình bán 90 ngàn. 90 ngàn, riêng thằng bé này mình lấy 100 thôi. Mình lấy dây quen rồi. Lấy ca sĩ mà, ca sĩ đó, có gì đâu. Có tiền đúng không chú? Đi xô, chú biết Tết xô quá trời tiền. Ủa em tưởng là em phải được giảm giá chứ. Giảm chú ha. 120. Chú ha, mình giảm đi. Không, bây giờ là mình tăng giá rồi. Thôi vậy ha. Biết cái nghề này là sẽ vất vả khổ cực thế nào chú? Làm cái nghề này thì đúng là cũng vất vả lắm. Yeah. Cái cúc mâm xôi nè, mình làm phải là 6 tháng, gồng gã 6 tháng. Có nghĩa là phải 6 tháng là để mà chăm nó. Chăm nó. À, nó là đầu tháng 6 âm lịch là vô rồi. Dạ. Yeah. Rồi 6 tháng đó mình lấy gì mình sống chứ, thu nhập mình sao ạ? 6 tháng đó hả? Dạ. Yeah. Thì thời gian mình còn, mình đi mình mướn, mình về mình ăn cái mình chăm nó.
nói vậy đó. Mình làm 6 tháng rồi, tới cái thời điểm này mới thu nhập là mới có tiền thôi. Phải xuất ra tiền thuốc rồi tiền phân này lúc đó nè. Lỡ mưa gió mà thời tiết có xấu mình mất mùa sao chú? Mất mùa thì mình tăng tay luôn á. Có năm nào như vậy em chú? Cũng có chứ. Nhiều khi mình làm nếu mà cái bông nó nở đẹp nhưng mà cái lá nó hư là khách hàng ta không có chuộng, ta không có mua được. Đó, mình cũng thua cái đó. Nhưng mà năm nay chắc tình hình khả quan chứ không? Thời điểm hiện tại bây giờ là kinh tế nó mình thấy trước mắt là khó khăn rồi đó. Con thấy là với hoa đẹp như vậy là phải có người mua thôi. Khen nhà mình, khen qua nhà mình chú ơi. Chú như vậy làm sao mình có một cái chậu hoa cúc đẹp như vậy được? Muốn làm đẹp vậy thì mình phải chăm sóc, cái khâu chăm sóc mình phải cho kỹ. Đó, mình phải theo dõi nó từng ngày. Ví dụ giờ nó bệnh hay gì là phải xịt thuốc liền. Ví dụ giờ nó muốn cháy lá là mình thấy cái lá nó muốn có hiện tượng là nó cháy thì mình lo mình xịt thuốc đi. Dạ. Đó vậy đó. Hồi nào giờ tụi con có thấy là Tết thì người ta sẽ bán ra cúc mâm xôi đầy đường, tụi con có mua rồi trả giá tùm lum ra chứ không có biết là chồng cực khổ vậy. Đó mà. Dạ. Mời mốt ca sĩ mua thì cứ trả giá người ta nha. Khổ lắm. Dạ. Dạ con muốn hỏi chú là tại sao chú lại chọn nghề này vậy chú? Cái nghề này hầu như là cái truyền thống của chú rồi, xưa giờ. Nói vậy đó. Tết là mình làm một cái mùa bông vậy nè, để mình bán ở thị trường. Thứ nhất là mình thu nhập riêng mình. Thứ hai nữa cho bà con được trưng qua cái mấy ngày xuân vậy mà. Dạ. Giống như tụi em á, hát những bài hát hay thì chú làm đẹp cho đời vậy đó. Dạ, đặc biệt là trong mấy cái MV, mấy cái clip ca nhạc xuân đó chú, thì nhất định là phải có những cái chậu hoa kiển như vậy thì nó mới ra cái không khí xuân. Trong cái quá trình làm nghề ở chú, không biết là mình có thuận lợi hay là khó khăn gì không chú? Thuận lợi là cái thời tiết, nếu mà cái thời tiết mà nó xuân á là cái thuận lợi cho cái người trồng gì lắm. Còn cái thời tiết mà nó hơi khắc nghiệt tí thì không thuận gì mấy. Cái thời điểm mà mình cắt nước mình làm bông á mà gặp trời mưa nhiều thì cái đó là cũng là một cái không thuận lợi. Nhưng mà nếu không mưa thì nhiệt độ bao nhiêu thì nó vừa? Ví dụ như là 20 mấy độ hay 30 không, mấy nhiệt độ nó nằm khoảng cỡ 32 là được chú hả? Là được. Diện tích của vườn của mình là bao nhiêu vậy chú? Diện tích hiện tại ở đây cái vườn của mình là nó 2300 mét. Khó cho cái người dân á. Là thứ nhất là làm đạt mà cái đầu ra nó không có, là cái đó là cũng là cái khó đó. Đó. Với hai nữa mình làm cái bụi cúc nó không đạt yêu cầu thì mình không có bán được vỏ nào. Đó. Vậy thì cái bụi cúc mà đạt yêu cầu nó sẽ là như thế nào? Cúc đạt yêu cầu nó phải đẹp. Ví dụ giờ con lấy thử chậu này nha. Đây rồi, đây là đạt yêu cầu chưa? Bụi này đạt chưa? Em thấy đạt chưa? Đây. Cái bụi này nếu mà đạt yêu cầu là cái bông nó phải dày. Cái lá vẫn còn. Dạ. Nha. Chứ nếu mà có bông mà cái lá không còn thì nó tấm lỏng đây là nó cũng không có đạt. Mất lá không được. Dưới đây con thấy mấy cái lá sâu sâu này có sao chứ không sao hả? Không, cái này là cái một hai lá này nó không cần thiết, nó cũng không có quan trọng gì mấy. Nhưng mà nếu mà bụi vậy đạt yêu cầu bán được, còn bụi không đạt yêu cầu bán thì coi như không bán. Nếu mà không đạt yêu cầu thì cái người mua người ta đâu có mua đâu, là coi như là mình không có bán được. Cái bụi đó sao là để lại đây luôn? Trời, thì mình lỗ. Cái sở phí lỗ sở phí lỗ công chú. Vậy thì cái sản lượng mình bán ra như thế nào chú? Số lượng bao nhiêu chú? Hà Nội ta lấy nhiều lắm, lấy hàng chục ngàn, nhưng mà ở đây chú đâu có cung cấp đủ. Rồi bắt đầu mấy ta đi mua vòng vòng mấy chỗ nào mà có làm đó thì người ta mua thêm, chứ Hà Nội thì ví dụ một lần người ta vô đây là người ta lấy hàng chục ngàn chứ không phải 5-3 ngàn. Vậy sao cực quá chú, làm nghề khác thì làm cái nghề này chi nó cực. Nó vậy chứ làm cái này nó cũng hên xui, thí dụ 2-3 năm liền mình làm được. Rồi kế cái năm đó cái mình làm nó hơi bị thất bại tí. Đó. Chứ không phải là nói làm lâu năm là giỏi nha. Nó vậy đó. Ở đây bây giờ còn bao nhiêu hộ làm hoa kiển giống như chú? Ở đây hầu như là khoảng 80% là làm hoa kiển trong cái khu vực này nè. Là khoảng 80%. Thí dụ người ta không làm cúc mâm xôi thì người ta làm cúc Hà Lan, rồi qua dạ lan thảo, nó vậy đó, qua giấy. Còn đây có thấy qua giấy đi được, có qua giấy chứ. Rồi dạng thọ, rồi ba cái bông khác nữa. Chú chia sẻ cho con về cái quy trình trồng hoa này được không chú? Đầu tháng 6 âm lịch là mình chuẩn bị mình vô cái con. Nó chỉ có một con một thôi là vô vỏ. Con là con gì? Cái không có cái con cúc á. Cái đó cũng như mình ngắt ra, mình cầm ra là nó lên vậy đó, là mình kêu cái con cúc. Con cúc á, cứ canh là 20 ngày là mình ngắt đọt nó một cái. Rồi nó tẻ ra thí dụ là 5-7 chồi, rồi 20 ngày nữa mình ngắt 5-7 chồi đó một cái, rồi nó tẻ tiếp, mình ngắt tiếp vậy đó. Cái thời điểm nhất không ngắt nữa là tháng 9. Dạ. Âm lịch.
rồi nó mới làm hột, rồi nó mới làm cái nụ, từ từ nó lớn nó mới nở ra được như vậy đó. Công nhận kỳ công quá anh ha. Nó công phu là có rất là nhiều giai đoạn. Chú, mỗi năm trung bình mình làm được bao nhiêu chậu chú? Mỗi năm thì chú làm khoảng 5.000. Wow. 5.000 đó nếu mà nó tốt hết, nó tốt hết là bán khoảng cỡ 4.700, 4.800. Vậy đó, hao hụt khoảng vài trăm. Là năm đó mấy chục tỷ đó. Mà năm nào mà không bán được thì chỉ có mấy chục ngàn thôi. Mà đói chú à. Nhưng mà con thấy chú cho dù cái gì chú rất là lạc quan, đúng không? Ở đây chắc là các cô chú, các hộ nông dân ở đây là kiểu gắn bó cái nghề này lâu rồi. Đúng rồi. Rất là nhiều đời rồi cho nên là phải làm. Và Tết thì phải có hoa. Riêng cái đặc biệt cái làng hoa của mình lại đẹp nữa, nó đặc sắc. Chú thì đem hàng vận chuyển khách mua ở Hà Nội. Còn những cái hộ khác thì họ sẽ bán ở cho địa điểm nào ạ? Ở đa số là thành phố Hồ Chí Minh á, rồi Bình Dương, Tây Ninh, đi về các tỉnh. Cái mô hình của mình đó chú, nó đang vận hành như thế nào chú? Giống như là nguồn nhân lực hay là... Chú thuê bao nhiêu người hay có mình chú làm hết? Cái mức đầu là chú làm nhà. Còn tới cái thời điểm mà thí dụ giờ mình vô chân có nghĩa là hồi mình mới vô là cái vỏ đó là vô phân ít ở dưới thôi. Nha. Rồi bắt đầu tới thời điểm là mình mới vô chân thêm. Đó, nó vô là tới 3 lần là nó mới đầy cái vỏ, chứ không phải là một lần là mình vô phân đầy vỏ cái đọt cuối á, cái con cút đó đúng không chú? À, ngắt cái đọt mà cuối cùng á, tháng 9 đó. À, tháng 9 đó. Dạ. Là mình phải mướn người ta phụ ngắt, chứ một mình ngắt biết nào rồi. nó không có cho phép trên lệch là trong vòng khoảng chừng 5 ngày. À, 5 ngày đó thí dụ 5.000, 10.000 là mình phải giải quyết cho xong. Chứ nó không có trên lệch, cho trên lệch đúng không? Nếu mà trên lệch thì sau này nó sò xe, nó không có 10 người. Mình làm cái đám này thì trong vòng 1 ngày là xong. Rồi bắt đầu mình mới kéo qua cái đám kia. Chú cũng qua bên kia, chú phụ lại bên kia. Miễn là trong 5 ngày. Thời gian là nó không cho phép quá 5 ngày. Là mình phải làm cho xong. Bắt đầu từ buổi sáng mấy giờ chú làm, tới kết thúc một ngày là mấy giờ chú sẽ làm cái trồng hoa này? Trồng hoa thì buổi sáng là khoảng 6 giờ. 6 giờ dậy. 6 giờ dậy là lo tưới rồi đó. Tưới tới khoảng khoảng 9-10 giờ. Sao phải tưới cái giờ đó mà không tưới cái giờ chiều? Giờ hồi nhỏ là mình tưới giấc chiều được, còn giấc sáng này có khi là như cái bụi cốt hiện tại bây giờ là sáng tưới rồi chiều tưới. Nó khô. Trong quá trình mà chú làm nghề ở chú thì chú có cái kỷ niệm nào đáng nhớ không chú? Bây giờ mình làm rồi cái bắt đầu tới cái ngày mà mình giao hàng đó, gom về đây đặng bó nè, vui lắm. Rồi bắt đầu mới lên xe mình chuyển ra cho khách. Là trong cái lúc chú làm chú bó đó là chú gặp cô đó đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Trời ơi, hay quá. Thấy chưa? Nghe chuyện vui. Con rất là nhanh nhẹn cái chuyện này. Chú kể cho bà con nghe cái chuyện gặp cô đó đi à. Bó rồi mình ngồi rồi mình giờ bó mà giờ trò chuyện. Thiếu nữ làng mình rất đẹp. Đúng rồi. Những cô gái 18 đôi 10 tới cùng bó. Thì trong cái gió có một cô đẹp nhất. Mình tìm ngay cái cô đẹp nhất. Cô đó tên là gì ạ? Cô Thủy. Cô Thủy nha. Đầu tiên thì mình cũng phải hỏi là ở đâu rồi lại đi làm. Rồi chiều có về, chiều vậy mình thì anh đưa về. Cái cổ nó không đúng không? Cổ nó hôi. Ngại. Nhưng mà sau đó bao nhiêu lâu thì chú quen được cô Thủy à? Đâu cũng khoảng 3 mùa. 3 mùa bó vậy. 3 năm mới quen được cô. Vậy là cô cũng kiểu khó ha. Khó lắm chứ đâu phải dễ. Con gái đẹp, cô chú gắn bó nhau là cũng mấy chục năm rồi chú hả? Bao nhiêu năm? Ba mấy năm. Wow. Các anh chị bây giờ là làm nghề gì chú? Thì cũng theo cái nghề của chú là làm hoa kiển. Qua Tết thì làm cây giống vậy à. Gia đình mình làm chung vui quá chú ha. À, vậy đó. Con nhìn chú ngày xưa cũng đẹp trai nhất làng rồi đúng không? Anh biết đâu nè. Chú thích cô Thủy đẹp ngày xưa chú cũng đẹp, cô mới lấy chú chứ. Nói chung là đây là cái kỷ niệm chắc là vui nhất của chú. À, vui đó. Chú rồi mọi người sẽ vận chuyển như thế nào, đi khắp nơi thì sẽ bằng phương tiện ra sao ạ? Chuyển đi thành phố Hồ Chí Minh thì đi xe tải. Dạ. Ở đây bắt đầu chuyển ra ngoài quốc lộ 57 mới lên xe tải đi. Vậy còn Hà Nội thì sao chú? Hà Nội là đi xe tải luôn, mình đi xe tải lớn. Tụi con thấy có những cái ghe rất là nhiều cái hoa cúc mâm xôi đẹp đi trên sông, thì là cái đó là đi đâu ạ? Cũng có một số là người ta đi chợ nhỏ, mấy cái chỗ mà xe người ta không có vô được đấy. Dạ. Ta bắt buộc phải đi ghe. Tại sao mà trong rất nhiều hoa mà chú không trồng mà chú lại trồng cúc mâm xôi vậy? Nó có ý nghĩa gì không ạ? Mình thấy là nó đẹp. Yeah. Nó nở ra nó đẹp lắm. Nếu mà nó nở ra rồi nó xè, nó to như giống như cái mâm xôi mà thường thường người ta làm xôi mà ta làm ta để lên cái mâm vậy. Yeah. Nó vậy là nó đẹp lắm.
sung túc đầy đặn ha. Mà cái màu vàng nó được rỡ kiểu như nó đại diện cho phương Nam. Con thấy nhà nào cũng sẽ trưng cúc mâm xôi để cho một cái năm may mắn, tài lộc và lúc nào cũng trong gia đình cũng ấm êm hòa thuận. Làm cho bà con có một cái sinh cho nó ấm áp ha. Dạ. Bây giờ thì chú có thể cho tụi con đi tham quan vòng để cho chú con coi nhận học trò này không? Chứ Hiếu bây giờ muốn học nghề chú lắm. Con muốn học nghề lắm rồi đó. Ngồi đây đã mát mát mà trời khí hậu lạnh muốn ngồi đây luôn rồi, xe lạnh mà trời nắng nữa chứ. Rất là dễ chịu. Rồi thôi con uống miếng nước đi. Dạ, uống miếng nước đi, uống miếng nước đi rồi chú dắt đi tham quan. Vô mời chú. Dạ con mời chú. Chú đi vòng cho con con hoa rồi xong rồi chú hát tặng chú nghe một bài nữa chứ. Bên đâu chứ người nào đâu. Chú dẫn đường đây coi. Hay ha, trời ơi. Trời ơi, quá trời luôn nè, Hiếu thấy đã không? Cái màu vàng của hoa nó vô với cái màu đỏ của áo anh. Anh giống như cái bao lì xì vậy, cái này. Chú ở đây là bao nhiêu chậu tất cả chú? Ở đây gần ngàn á. Trời ơi. Gần ngàn. Cái này thì con thấy là nó một cái bên nó nở nè, đúng không Hiếu? Rõ ràng nè, dạ, bên, này, bên nở. Này nó nở hơn bên này nở. Thì bây giờ làm sao con muốn giữ nó lâu á, thì mình có cách nào chú? Không, cái cúc bông xoài này là cái thời gian nó giữ lâu lắm. Dạ. Nếu mà nó nở như vậy á, là nó hai mấy ngày nữa là nó mới tắn. Dạ. Nó lâu lắm, thời gian nó giữ lâu lắm. Còn ví dụ nằm bên đây 10 ngày thì bên đây nó cũng nở như bên đây rồi, thì nó cái bụi cúc nó điệu nha. Dạ. Nếu mà con muốn tham quan thì chút xíu thì chú dắt qua bên đó tham quan cái cúc Thà Lan. Nhưng mà chăm sau này con muốn cho Hiếu cái cách chăm sóc để mà Hiếu làm thực tập nghề em. Cúc Hà Lan này ở quê em thì em thấy nhiều nè. Nhưng mà cúc mâm xôi này thì ở quê em ít thấy. Rồi khi nào mà nếu có thời gian thì xuống đây thì chú chỉ cách thích cho làm. Không hát hò đâu chú mới nhận chứ. Không phải. Mình làm liền luôn được không chú? Một hồi nữa phải tặng cho chú bài hát mới được. Trong cái quá trình mình trồng cây thì chú thích nhất là cái giai đoạn nào vậy chú? Thích nhất hả? Dạ. Yeah. Thích nhất là những cái giai đoạn này nè. Bắt đầu là nó cái này là cũng như là cái kết quả của mình trong 6 tháng nè. Mình nhìn thành quả đó. Đó mình nhìn thành quả này nè. Con thấy người ta nói là bói hoa nữa, có nghĩa là cứ coi là cái hoa nó bao nhiêu đều không như thì là may mắn. Có vậy không chú? Người ta nói thì nói vậy nhưng mà mình cũng không biết sao. Rồi có người còn nói để đi mua một cái viên thuốc viên kháng sinh hay gì đó rồi xịt vô cho nó tươi ra để như lần đầu em nghe luôn. Là có không? Con nghe là có. Cái là sao chú? Cái thuốc ra là có, cũng như là người ta xịt vô đặng ta giữ cho cái hoa nó tươi. Mình không xịt này nó cũng tươi mà nó không bằng cái mình xịt. Vậy thì bây giờ thí dụ như con mua này con không để cái chậu mà con muốn cắt ra con bỏ cái bình con chưng trong nhà được không? Thì con chăm sóc bảo dưỡng nó làm sao? Cái này hả? Dạ, hay là cái này phải có cái chậu đất ở dưới nó cái mới này, sống được. Cái này nó phải có cái chậu đất. Thì nếu muốn chưng thì phải chưng cái cúc kia chú hả? Đúng cúc kia. Chứ cái này con cắt trong vòng 2 tiếng đồng hồ là nó héo gây cái lá liền. Vậy thì cái đất có phải quy định vậy, cái đất của nó chú có phải là như nào để cho nó ra đẹp như vậy không? Người ta xài phân chuồng rồi tấu vỏ đó, phân chuồng rồi ba cái mọng dừa đó. Dạ. Mọng dừa con hiểu không? Con hiểu con biết. Dạ. Cái mọng dừa rồi tộm vô là xài cho nó, chứ cái này là không có xài đất nha. Con bí quyết nha. Con về con cũng bỏ ra con trồng mà chết ngắt hết đâu có trồng đất được đâu. Đúng rồi. Ở đây là chỉ trồng mấy cái thứ đó thôi chứ không có trồng đất được. Thưa quý vị, như vậy thì nghe chú bé chỉ cái cách chúng ta chăm sóc bảo dưỡng làm sao có cái đất thật là tốt để trồng cái cúc mâm xôi này, thì bây giờ thì chắc là chú cho tụi con đi tham quan thêm đi. Rồi, thêm những cái hoa khác ngoài cúc mâm xôi này. Rồi chú dắt con đi qua bên đây tham quan cái hoa cúc Hà Lan. Dạ. Yeah. Yeah. Cái hoa này là hoa cúc Hà Lan. Cúc Hà Lan. Cách trồng nó có giống như bên cúc mâm xôi mình không chú? Không, cái cách trồng thì nó khác, nó ngắn ngày hơn cúc mâm xôi. Dạ. Cái cúc Hà Lan này vô vụ là tháng 8 âm lịch. Chú tại sao nó gọi là cúc Hà Lan vậy chú? Cái tên người ta đặt vậy cái rồi mình cứ theo cái tên là mình biết, mà cũng mình cũng không biết nó xuất xứ từ đâu luôn. Tương truyền rằng ngày xưa có một cô gái Hà Lan cô sang đây cô chơi. cô chơi đây cái cô mua. Hay. Không cười luôn à. Tại vì em thấy nó bị phi lý quá đó, nó nhạt quá đúng không? Con nghĩ là chắc cái cúc này ở bên Hà Lan cũng có nên là gọi cúc Hà Lan hợp lý hơn đúng không chú? Nhiều cái giống á, từ đó thì có thể là cái đặt cái tên là Hà Lan đúng. Nhưng mà cái bông này nó nở ra thì nó sẽ sao chú? Nó bự ra hay nó bự ra, nó bung ra bự lắm. Vậy là chỉ mới là nhóm nở thôi nha. Dạ. Mới nhóm nở tại vì ở em người ta bán cái cúc Hà Lan này nhiều hơn. Dạ.
chắc là do cúc mâm xôi này khó trồng. Mình nói là cái giống đi. Ví dụ cúc mâm xôi thì nó 6 tháng, còn cái giống của cái cúc Hà Lan này là nó chỉ có 4 tháng. Nó vậy đó. Chắc thời gian cũng không còn nhiều nữa. Đúng rồi. Thôi bây giờ con hát tặng cho bà con ở đây một bài hát đi. Dạ, để con mời bà con tới. Loa, bà con cô bác ơi. Chị ơi, chú ơi, ngừng tay nghe bạn này hát bài, nếu hay thì vỗ tay. Hàng ngàn khán giả kéo tới đây rất đông mọi người. Dạ cháu hàng ngàn có tay chứ đi ạ. Nó chưa hát vỗ tay luôn rồi. Trời ơi, lực lượng ủng hộ. Em hát tặng bài gì đi? Bây giờ em sẽ hát tặng chú bé và anh Phúc. Cũng như là tất cả hàng ngàn khán giả rồi. Hàng vạn khán giả ngoài kia, hàng vạn khán giả luôn. Một ca khúc mà em nghĩ rất là hợp trong cái một cái vườn hoa như vậy và hợp với cái tiết trời xuân như thế này. Rồi, hay quá. Ca khúc Những Ngày Xuân Rực Rỡ. Và sau đây là sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, Những Ngày Xuân Rực Rỡ, với tiếng hát của ca sĩ Trung Hiếu đến từ Bến Tre. Mình đang đứng ở Bến Tre à, đúng rồi. Không rồi, hát đi. Rồi em bắt đầu nha. Bắt đầu. Nụ hoa ơi, đừng ngại ngần chi, tỏa hương xa đón ánh nắng mai nào. Này xuân ơi, ngập ngừng làm chi, về đây ngập tràn muôn lối đi. Hình như xuân đã ghé đến từ đêm hôm qua, làm ta nôn nao muốn về nhà. Hình như xuân cố ý nhắc người nơi phương xa, mùa xuân ngập tràn muôn sắc hoa. Xuân vừa ghé qua đây thôi, đang nghe trong con tim đành phơi phới. Xuân vừa đem mang tin vui, cùng tôi bay khắp đất trời. Yeah, vỗ tay đi ạ. Chú thấy giọng hát của ca sĩ Trung Hiếu như thế nào ạ? Cũng hay. Mấy điểm chú? À, khoảng 10 điểm thôi. Ôi ôi, khoảng 10 điểm. Vậy thì chú có nhận Trung Hiếu làm học trò chú hôm nay để đi vào thử thách không ạ? Nhận nha. Yeah. Đi xíu bên kia đi rồi chú thử thách Hiếu thử đây nha. Rồi. Hát xong rồi chú phải thử thách nữa rồi mà chú mới nhận. Đúng. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua bên kia để xem thử thách của chú bé dành cho Trung Hiếu ngày hôm nay như thế nào. Xin mời quý vị đi nào, đi. Đi thôi. Đi thôi. Yeah. Bây giờ sẽ là thử thách dành cho ca sĩ trẻ đẹp hát hay Trung Hiếu. Đó là chú bé sẽ đưa cho em một thử thách, nếu em thực hiện được thì em sẽ chiến thắng. Rồi bây giờ con cứ coi chú làm nha. Dạ. Rồi, đây. Chú ra thử thách gì dễ hơn nha chú? Cái này cũng dễ thôi, gì đâu khó vậy. Cái này là mình làm lúc này là lúc nào đó chú hả? Giao hàng à? Lúc giao hàng nè. Dạ. Hả? Vậy siết vô. Cột phải giữ nó đừng gãy những cái cành. Cứ vậy á, cứ vậy thì vậy rồi không? Em sợ em phá hư cúc của chú quá. Chú chưa xong kìa. Vậy đó. Thường mà bó vậy là một ngày được bao nhiêu tiền chú? Nếu mà bó để cho giao hàng vậy thì ngày là con sẽ được nhiêu tiền ạ? À? Ngày vẫn 100.000 chứ gì? Ngày công đúng không chú? Là cũng phải bó mấy trăm chậu chú ha. Đây, cái miếng giấy vậy, con để vậy, tròn xuống. Dạ. Cái tay phải ôm giống như chú vậy đó, giữ. Kỹ rồi, thêm một cái dây nữa. Rồi thêm buộc một sợi dây nữa. Nhưng mà đừng có đè quá nó dập phải không chú? Nếu mà bóp quá nó đúng, dập hết qua đúng. Là dao rồi. Mình để tự nhiên thôi. Vậy khách nè. Ta mắng vốn chết luôn. Để tự nhiên vậy mình buộc vậy. Rồi mình gom lại. Đó, túm lại cái phần dưới kia. Đó, dạ. Cho nó gọn lại. Vậy thôi. Còn mấy cái thừa thì cứ để vậy. Rồi đúng rồi, cái này không thừa. Đó. Wow. Nói vậy đó. Chú làm như vậy trong vòng có 15 giây thôi thưa quý vị. Còn thử thách dành cho ca sĩ trẻ Trung Hiếu là trong vòng 5 giây phải bó được 3 chậu. 5 giây phải bó được 3 chậu. 5 giây phải bó được 3 chậu. Hả? Đúng không chú? 5 giây. 5 giây chú làm một chậu 15 giây mà em... chú làm mấy chục năm. Em làm 5 giây. Ôi là anh nói cái gì sai đúng không? Anh khoan đã. Chú làm 15 giây được một chậu thì trong vòng 3 chậu này nè. 3 chậu này là này 5 phút cho con 6 phút. 6 phút 3 chậu. 3 chậu bó luôn cái báo này luôn nha. Rồi. Nếu mà con làm được thì chú mới chỉ nghề làm cúc nha. Đúng rồi. Không là ở lại đây luôn chú ha. Ở lại luôn. Xin được hỏi ca sĩ khách mời Trung Hiếu đã sẵn sàng thử thách này chưa ạ? Em là Trung Hiếu và em đã sẵn sàng. Và bây giờ 6 phút bó 3 chậu cúc mâm xôi dành cho ca sĩ Trung Hiếu xin được bắt đầu. Chọn Dương. Dạ dạ chú đừng có chỉ chú để không, bạn ấy tự dây, làm cái này mà. Là lộn dây à, lộn dây hả dây. anh 2 phút đã trôi qua thưa quý vị, đã 2 phút rưỡi trôi qua rồi, 3 phút rồi ạ. 3 phút rưỡi rồi thưa quý vị. Thì em bó nó không có bằng lại với chú ta rồi, nó vậy đó 3 phút 45 giây trôi qua rồi ạ.
4 phút rồi thưa quý vị. 4 phút 15 giây trôi qua. 4 phút rưỡi thưa quý vị. Và 10 giây đếm ngược. 10. Thì em cứ bó đi, anh nói gì kệ anh. Anh càng nói em càng rối luôn á. Đúng rồi, rối á. Để giờ chưa được một chậu nào luôn á Hiếu. 2 phút trôi qua nha quý vị nha, bây giờ là 2 phút nè. Em ráng, chú nói chú cho em 6 phút quá chứ anh cho em là chừng 3 phút thôi. Thưa quý vị, chúng tôi không có làm áp lực cho khách mời nữa. Đúng chúng rồi, tôi sẽ cổ vũ em. Hiếu ơi, em bó hay quá. Khéo tay, thằng bé khéo tay nha. Đứt dây rồi. Đứt dây không hay đứt dây. Cho dù anh khen, anh không khen, em vẫn không làm được Hiếu à. À không được rồi đó. Em ép nó vô giống như chú á, ép nó vô cái người vậy nè. Thì nó sẽ giữ cái đó. Ủa vậy chứ là siết vô một tí. Nó chạy phần này xuống chút nha. Rồi siết vô. Rồi vậy đi. Dạ, nghĩ dễ nhưng mà không dễ nha anh ơi. Hả? Nghĩ dễ nhưng mà không dễ nha. Khó đó nha. Em biết ơn chú làm hơn 20 năm hả chú hả? Tại vì em sợ siết nhiều quá là cũng dập hoa đó. Nhưng mà có bao giờ mà thợ bó vậy mà bị dập không chú? Không. Cố gắng đi. Còn em thì nó được một cái rồi đó. Được rồi. Cái ràng dưới này chú hay là cái đó được rồi đúng không? Tiếp tục bó tiếp tay đi. Bên đây đi, bên đây đi. Đây, đây. Đúng rồi. Cái gì buộc ai? Đó bắt đầu thần thục hơn rồi đó. Em ôm nó giống như nhà, em ôm giống như em ôm một nàng thiếu nữ. Đó, thì nè ôm vô mình gây vô. Nó sẽ dễ. À, anh thấy được chưa? Được rồi đó. Bên đây ok, bên đây được rồi nè. Dạ. Còn lại. Còn lại thôi. Em xin lên đây cho. Đúng rồi, mình phải hỗ trợ nhau. Thì đó, thì sau khi anh áp lực em quá thì anh cũng thấy sai trái hiểu không? Anh thấy anh có lỗi. Thật ra thì Hiếu là hát hay, chịu khó. Hình như em hát là cái bài nhạc trẻ là nhiều đúng không Hiếu? Dạ đúng rồi. Cho nên là hẹn chỉ có nhiều bạn trẻ yêu mến và hâm mộ chung Hiếu. Rồi, cập xuống đúng rồi, ôm cái vô cho nó, tại vì nó giữ đúng rồi. Con thấy là Hiếu bắt đầu bó đẹp hơn chú luôn rồi đó. Ờ, bó chỉ 5 là được ha. 5 là được ha. Đúng 5 rồi. Rồi bao giờ nhỏ nó mới về lại thành phố Hồ Chí Minh. Hết 5 mới về. Ê, chú nói là em thua thử thách là em phải ở lại đây. Rồi chú nói bó chừng 5 là được à. Cố lên nha, còn một chậu nữa nha. Đó, rồi cột dây vô. Hay quá anh Phúc ơi. Tôi không có tính nha. Hay quá anh Phúc ơi. Ôi, là được 2 cái rồi hả? À, dạ. Cố lên em. Thưa quý vị, chúng ta chỉ còn 30 giây nữa cho ca sĩ Trung Hiếu thôi. Cố lên, cố lên. Anh đừng có đếm giờ nữa em, áp lực. Đó, cái giấy là xong. Và chúng ta sẽ đến với 20 giây cuối. Đó. Em ôm đi rồi tôi mới phụ em đi giữ em được. Đó. Đó, còn phụ xuống điện em mấy giây cùng. Rồi ngang. Hay quá. Chưa. 10. 9. Thôi đừng lại, từ từ để 8, luôn, để luôn, để luôn. 7. 6. 5. 4. 3. Trời ơi. 2. 1 hết giờ. Yeah. Xin mời giám khảo Lê Văn Bé nhận xét về thí sinh học trò của mình ca sĩ Trung Hiếu đi ạ. À. Mới đầu tiên mà Hiếu bó giày là cũng cũng đạt là chú. Cái nào, cái đầu cái hai hay là cái ba cuối cùng chú thấy cái ba cái nào đạt nhất à, cái này cái cuối cùng, cùng mới đạt cái chứ vì cái gì cũng vậy hồi mới dạ mà. Đúng rồi đó mới từ xuống nha đó làm riết cái mình quen tay chứ làm quen thì ra là em cũng khéo tay á thì đúng rồi không thật sự lúc đầu thì công tử mà Hiếu không có làm được tại vì thấy bạn này kiểu công tử mà thấy vụng về hôm nay em được đến với thử thách bó cái chậu hoa cúc này mình nhìn nó dễ thôi nhưng mà thực ra là nó vẫn có cái sự khó của nó là mình phải giữ làm sao cho hoa nó chặt mà nó lại không dập thì nó đó là cái khó của hoa và em được tham gia bất nghệ lần này được gặp chú Lê Văn Bé chú cũng rất là dễ thương và thân thiện với em. Dạ, con cảm ơn chú hôm nay đã giúp con vượt qua cái thử thách này. Và cũng cảm ơn chú đã cho con được khám phá, được tìm hiểu về làng nghề trồng hoa kiểng của mình. Và con cũng xin chúc chú năm mới sẽ có thật nhiều sức khỏe. Năm nào mình cũng có một mùa hoa thật là đẹp để bán được một cái sản lượng thật là lớn nha chú. À, chú cũng xin cảm ơn con. Con là con Hồng Phúc ạ, chú muốn nói gì với con? À, cảm ơn Hồng Phúc. Dạ, cũng dẫn Hiếu xuống đây để tham quan cái vườn hoa của
Bến Tre. Chú, vậy là ba chậu này con được đem về đúng không chú? Con bó xong con. À được, thì con đem về thì con bỏ lại 300 ngàn. Ủa, thấy không? Anh chết rồi. Em thấy chú anh không? Chú cháu nhau rất là thực tế. Dạ. Xin cảm ơn con, cảm ơn quý khán giả cũng đồng hành theo dõi chương trình hôm nay. Ngày hôm nay thì Bách Nghệ Kỳ Thú đã đến được với Bến Tre và thăm chú Lê Văn Bé, cũng như là hiểu được cái nghề trồng hoa ở đây rất là vất vả, rất khó khăn. Cho nên nếu như quý vị và các bạn có một cái chậu cúc mâm xôi trong nhà thì quý vị hãy nhớ tới chú Lê Văn Bé và nhớ tới Bách Nghệ Kỳ Thú đã từng chia sẻ cho quý vị cái nghề này nó khó khăn và nó đem lại nhiều niềm vui cho mọi người như thế nào. Xin được cảm ơn chú Lê Văn Bé rất là nhiều và cảm ơn khán giả theo dõi chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng vào lúc 19:30 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Xin được cảm ơn nhãn hàng Saco, ba lô, vali, túi sách cao cấp đã đồng hành cùng với chương trình này. Một lần nữa xin được cảm ơn các khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú tuần sau. Xin chào. Với những trải nghiệm thú vị tại làng hoa Cái Mơn tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, MC Hồng Phúc cùng ca sĩ Trung Hiếu đã được chú Lê Văn Bé chia sẻ những câu chuyện về nghề trồng hoa cùng những tâm tư của những người làm nghề. Là nghề nào sẽ được khám phá và câu chuyện nghề nào sẽ được chia sẻ, tất cả sẽ được hé mở trong tập phát sóng tiếp theo.